Nam Vũ xin chào bà con cô bác trở lại màn ảnh này. Hôm nay có phục kim 125 phục sao rồi, còn cặp số 3 nè, chiều tư nè. Đó, cặp số 3 đẹp chiều tư. Đời 2022. 22S nè. Đời 22S nè. Rồi cặp phục này là số 3, 1 triệu tư là cối đồ đẹp hết trơn nha, lò xo đẹp hết trơn. Mà đời 22 nó rẻ. Đó. Cối đẹp hết trơn nè. Chân nè. Cái hàng tháo xe thì có chữ bơi phở ở đây nè ha. Phục Phu Chanel C hôm nay có hàng bán cho bà con nè, một cặp 870. Đây 870.000 đây. Ở đây truyền độ cậu nè, đứng đây nè. 80-70 ngàn không bao ship nha bà con ha. Phu Chanel C của hãng Honda Việt Nam. Chúng ta vô Phu Chanel 2 với Phu Chanel với Phu Chanel X là nó có loại một á, nó xài chung với nhau á. Phục này xi trắng, xi giấy cá, đầu chính hãng Honda Việt Nam. Chính hãng Honda. Cặp này 870 là khu Chanel nha. Khu Chanel nó có hai dòng, dòng xi trắng này và một dòng màu đen. Màu đen không có lấy, đen bán không được, không lấy, bán xi trắng. Hồ sơ khỏi được. Rồi phục này cho qua. Phục nai mới về. Bên đây bán nai gin không à. Nai gin là 2 triệu mốt một cặp. Về được một số. Nai gin bên đây nè, bán ở đây chúng em sẽ đôn nhôm sẵn luôn. Đôn nhôm sẵn luôn. Nai gin 2 triệu mốt chục ngàn một cặp. Có những cái sớ lông chuột đây. Có cái sớ lông chuột, lò xo vàng đẹp lắm. Nai gin nhúng rất là êm, KBG902. Đời 2023. Sản xuất tháng 10 2023, vài tháng nữa nó ra 24 rồi. Tại nó khi mà sản xuất nhà máy rồi nó vận chuyển về là cây kiểm định hải quan rồi mấy tháng nữa mới ra thị trường. Rồi đây làm cặp nai gin thì em còn số lượng nhiều. Anh em nào mua thì alo. Có giá tốt cho anh em mức lần từ 5 cặp đó lên ha. Rồi phục Phu Chanel và phục Nagin Thái Lan này cho qua đi. Ở đây bán Nagin Thái Lan không mà không có bán này một hàng giá gin ha. Ở đây là phục EGS, phục EGS T10 ly. T10 ly của chính hãng Honda mới về. Phục ERS này bán là 700 ngàn cặp nha. KTL chính hãng Honda nha, 641. Nó lòi xo vàng đẹp. Chiều dài 3 tấc 4. Vô ERS WA đầu rất là thông dụng ha. Đây nè, T10 ly nha. T10 ly xài máy êm, mà T6 ly nó yếu hơn. Nó cối sơn bạc đây. ERS một vàng đẹp lắm. Rồi cho qua một cúp nữa. Phụ cúp Thái mà hàng trần nè, mấy kia đồ hộp này là cúp Thái hàng trần. Nó vô quay nhỏ đâu này kia nào ha. Quay nhỏ với 110, quay pha lốc trắng, lốc đen, 110 Thái, ZX, quay pha cộng rồi đó là giống nhau, ghim luôn, vô hai ghim luôn. Chiều dài trên dưới là 3 tấc 4, cuộc này là 850 ra. 850 ra, đỏ dễ xài luôn, quá đẹp. Rồi có chữ N hàng ghim nè. K76. Quá trời đẹp luôn ha. Rồi hôm nay có 3 gai xuồng. Có 3 gai xuồng 5 loại. 5 loại 3 gai xuồng cho bà con thích xài 3 gai xuồng. Có thể loại này là hàng cao cấp của Việt Nam nghe, không phải Thái nha. Người ta bán mình mà ta nói là 3 gai xuồng của Thái là sai đó. 3 gai xuồng của Việt Nam. Đây là hàng cao cấp Việt Nam làm thôi.
Cái này là ba ga sườn của Wanfa 110. Wanfa 110 thì vô tất cả dòng xe Wanfa 110 2017 18 từ 2017 đâu lên 17 18 19 20 21 22 đó, 23 đó. Đó. Ba ga sườn Wanfa 110 đẹp lắm. 600.000 ba ga sườn Wanfa 110. Rồi cái này ba ga sườn của thằng EGS với quay A là xài chung. EGS với quay A là xài chung với nhau. Đẹp như thế này đây, chiếu sáng như thế này đây. Đó thì cái mấy cái mặt này là thấy hình luôn nè, xi sáng đẹp lắm. Rồi ta xi luôn mặt trái luôn đó nè, thấy không? Mấy cọng này xi sáng đều đẹp hết, mấy lò xo này rồng rất là cứng. Và đặc biệt là lò xo này cứng là không gẹ nha. Quá trời dữ, quá trời đẹp luôn. Rồi ba ga sườn của ERS với quay A. Quay A là quay alpha bụng á, quay alpha 216 á là mẫu đó đó. Quay A là từ 205 đến 6 là 7 là 8 là 9 là 10 11 12 qua 4 15 16 là quay A. Rồi cái nãy là quay alpha 110 từ 2017 đâu là 2023. Đó, rồi cái này quay A với ERS, ERS tâm lớn nha. Rồi con này cho qua 600.000 đẹp keng. Con này là ba ga sườn của quay 110 Thái. Quay 110 Thái sẽ gắn quay alpha lốc trắng lốc đen, quay 110 Thái ZX quay alpha cộng là giống nhau, là cái hệ quay nhỏ giống nhau nè, đẹp chiếu sáng vậy nè. Thân rộng xi rất là đẹp, rộng 10 ly nha, rộng này 10 ly nè, rất đẹp luôn. Rồi bà con nào mua cái xe nào thì em tư vấn cho. Rồi cái này là 600.000 đó, chứ không phải những cái ba ga mà 200 mấy 300 mấy ha. Cái đó là hàng đó là loại 2 thôi, cái này là loại 1 hàng nhất. Do Việt Nam làm, sản xuất tại Đồng Nai, cao cấp luôn. Cái này sản xuất bán qua bên Campuchia đó. Rồi cái này 600.000 ba ga sườn của series thì tất cả các hệ ghim lùng, ghim cao, ghim super là chung cái hệ ghim, là cái sườn của nó giống nhau, bắt theo cái sườn á. Rồi đẹp keng gì đó đây. Quá đẹp. Rồi đưa lên xe bao đẹp luôn. Rồi cuối cùng là cái ba ga sườn của thằng Phu Chờ Neo. Đây là ba ga sườn Phu Chờ Neo với Phu Chờ X, là hai thằng đó xài chung. Phu Neo với Phu X nha. Phu Chờ Neo, tôi dán vô đây để tránh tình trạng bị lầm đồ. Đó, quá trời đẹp luôn. Nước xì phải ít ra là cáo chỉ gì nè mới đã. Rồi qua cái sườn Phu Chờ Neo cho sướng luôn, 600.000. Rồi mới giờ mấy cái cẩu bô của xe ghim 2543 của Thái á, ghim 2543 là mấy cái cẩu bô mới á. Rồi cắt ra bán cẩu bô ghim nè, cẩu bô là 70.000 một con nha. Lúc trước 80, 90, 100 gì đủ giá chứ. Bây giờ mới giờ được mấy cẩu nè, giá chứ này im mềm hơn. Cổ bô ghim á thì 2543 thì nó sẽ hàng hai bên như vậy nè, rồi nó xi trắng mà nó xi nó dày nè, đồ sắt nó dày lắm nè, thấy không, dày coi được lắm. Rồi cắt ra, giờ chúng ta thay cái họng đó nè. Rồi cổ bô 2543 này cho qua nè, có 70.000 một co à, dễ xài lắm, em còn khoảng chục co vậy. Đồng hồ quay y 2010 nữa, kim đỏ lòng xanh, hôm nay có hàng bán cho bà con đây, kim đỏ lòng xanh KIL T01 mà dành Thái Lan, sản xuất tháng 9 2023. Rồi chúng ta gắn vô Phu Chờ Neo GT và Phu Chờ Neo FI này, chúng ta bật cái kim lên, nó cái chạy kim qua đảo lại, đây là đồng hồ điện tử nó mắc, nó về găm cái dây điện của Neo GT với Neo FI là rồi à, không có khác gì hết. Với quay y 205 06 là 7 là 8 là 9 là 10 11. Rồi vô Phu Chờ Neo thì GT 206 với FI 207 dài đến 2011 là Phu Chờ X luôn. Đó, thì gắn vô thôi, mua giờ là gắn vô thôi. Bật chìa khóa lên là cái kim nó quát qua đảo lại lòng xanh. Đồng hồ quay y lòng xanh kim đỏ đẹp lắm. 2 triệu mốt một cái nha. Rồi cho xuống luôn.
Đó, cái này là bố ba càng của 310 Thái 99 nè, KFL 750.000 một bộ. Ba càng ba búa nè. Chạy móc đầu luôn. Chạy giọt lắm nghe bà con ha. Em vô thay vô cái xe đỏ xe nhà nè, KFL nè. Chạy em lắm. Rồi bố ba càng này cho qua đi, 750.000 một bộ của 99 nha. Còn 2.000 hết là 2.000 này đóng LK nha. Rồi đây là cụ đời xe ghim tem lửa với cụ đời 310 Thái. Vô được ghim tất cả các dòng ghim, vô được tất cả các dòng quay. Ghim quay quay nhỏ. Quanh pha lốc trắng lốc đen, dít ít quanh pha cộng rồi đó. Đây là cụ đời lỗ dài, hàng cao cấp, hàng nhà hợp cao cấp tới 1.8 triệu một cụ rồi. Giá rất là ngán nhưng mà đời rất là êm, éo éo bấm đời éo 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 nè. G5 Magen Thái Lan. Rồi mấy con ốc này là dàn khè, dàn khè là đẹp, rất đẹp nha, y như là đồ ghim theo xe. Rồi tốt lắm, cụ đời này tốt, xài bấm éo éo đã lắm, 1.8 triệu một cụ. Rồi mấy con ốc đẻ hàng trăng nè, em còn nhiêu đây nè, anh em nào mua về giờ sửa xe. Mua về chứ. Chạy đây, chạy đây, là chạy đây nè. Đó. Anh em là mua về mà sửa xe Honda thì chúng ta để dành thay dọn xe cho khách. Là con ốc đĩa Gin, Gin mà hàng trần, không có bịch là 10.000 con à. Đó, còn số lượng nhiêu là mấy trăm con. Cái gì chứ có người ta mua là nhiều nhiều mà ít cái mất. Mua nhiều về dọn xe để dành dọn. Lần mua lần khó tại có 10.000 con ốc keo đàng hoàng, ốc Gin đàng hoàng nha. Ốc Gin của hàng Honda đàng hoàng. Rồi cho qua luôn. Để vô bao gì đó không biết hư không. Rồi có cây bô của quay cho 10 Thái đời 99 bô Gin theo xe. 99 có chữ F đây, hàng Gin theo xe. Rồi, em gã từ xe Hà Nội xuống nè, 99 nè, chữ F nè. Cổ thì người ta có thay rồi nhưng mà xi sáng đẹp lắm, thân đầu mặt trái đẹp luôn nè, đẹp lắm, thân mặt trái đầu mịn trơn nổ hay luôn, mà có một cái mặt tiền lủng á, không mặt tiền lủng đây đó, lủng đây nè. Bô 110 Thái theo xe TS 311-1985 định nệ F 110, bô đích xi theo xe hết trơn luôn mà lủng đây, mà nó lủng ở ngoài chứ nó không có bị phập vô trong, người ta dán cái keo gì ở đây nè, người ta dán keo sẵn vậy nè. Mua lần mua tưởng đâu nó dính nước gì không, mà khi mà về nhà rồi mới thấy nó bị lủng. Đít trái có chày đây nè, chày nổ thì hay, giòn ấm hiểm luôn, bô nặng chiều chẻo quằn tay luôn đó. Bô 110 bán 2 triệu nha bà con ha, cổ thay rồi, cổ thay cổ rồi nè. Đó, đặc biệt là cái nước xi của mặt trái này nó rất là đẹp luôn, nó không có bị mè gì hết trơn, mịn lứt luôn, không có bị mè. Mặt dưới nè, mối hàng dưới nè, ít xẹo mè luôn, không có gì trơn. Còn mặt này chạy chỗ rất là nhiều nha, quên bên đây nó té nó xỉu nó chạy rất là nhiều, nhưng mà cái bô nó dày, nó không có phạm vô bên trong. Cái mặt trái ở dưới á, mặt bên hông á nè, còn mặt tiền ở trên nè, khi mà ngước lên về mặt tiền trên, mặt tiền trên sáng đẹp hết trơn luôn, mà có cái này lủng cái này thôi, 2 triệu. Rồi, cho qua luôn. Đây mỏ dè quay 110 mới về. Mỏ dè quay 110 bán được lắm. 500.000 một cái, quay mỏ dè mới của quay 110 Thái. Hàng mới của Thái Lan. Màu xanh nhớt là em về xanh nhớt không ạ? À? Ở ngoài thì màu xanh nhớt thì chúng ta lên phim này nó hơi xanh mực chút xíu đúng không? Ở ngoài xanh nhớt nha. Tại phim nó quay hút mấy cái màu này đâu hút đâu, đâu ăn ảnh đâu. Rồi đúng màu xanh nhớt. Rồi đúng đồ Thái Lan, dày dặn dày lắm. Dày lắm, êm lắm, ok lắm. Rồi hàng KFLF nè. Cái này 500.000 một cái là chưa có tính tiền ship nha. Bà con mua phải trả thêm tiền ship nha. Nè, dày dặn lắm. Ok luôn nha. Rồi cho qua luôn. Rồi clip này hết rồi. Còn cái này luôn. Còn một cái đầu đèn pha của Quang Pha bao gồm bàn thờ.
Bàn thờ này chốc nước sơn rồi nè, nước sơn nó kỳ quá nè, chốc nước sơn rồi. Có cái chó đèn, có hai cái bóng cháy đang bình thường luôn, sáng bình thường. Bán 200 ngàn, chụp dây điện zin luôn nè. Chụp cái điện zin còn vàng ôm luôn nè ha, bán có 200 ngàn nè. Đó, bàn thờ này, bàn thờ zin đời 2003, bàn thờ đóng đách 2003 luôn này nè. Người ta dán keo là nè, đây một cục cho nó chín cái đầu đèn nó đừng có rung nè. Nó bán gì bán 200 cho mau lẹ luôn. Còi mặt kiến zin thì ở ngoài trước nó có găng chân chim nha. Nó găng chân chim gì nè. Còi zin hết nhưng mà phần này nó bị chóc nước sơn nè. Có lẽ người ta sơn lại nó bị chóc đi nè. Nó ở bên trong còn sơn zin nè. Cái này ta sơn phủ thêm. Rồi, xin chào bà con cô bác, clip đã hết rồi.